các bạn đã đến với bản tin COVID sáng ngày 30 tháng 7. Bản tin ngày hôm nay gồm có những tin chính sau đây. Ngày 29 tháng 7, thêm 4.773 ca mắc COVID-19, có 4.323 bệnh nhân khỏi bệnh. Thành phố Hồ Chí Minh sẽ có thêm 3 trung tâm hồi sức tích cực cho bệnh nhân COVID-19. Chùm lây COVID-19 liên quan ổ dịch Bệnh viện Minh An, Nghệ An thần tốc truy vết diện rộng. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ thông báo hỗ trợ Việt Nam chống dịch. Bộ trưởng Bộ Y tế và 9 giám đốc bệnh viện lớn nhất nước vào thành phố Hồ Chí Minh chống dịch. Sau đây là nội dung chi tiết. Ngày 29 tháng 7, thêm 4.773 ca mắc COVID-19, có 4.323 bệnh nhân khỏi bệnh. Bản tin dịch COVID-19 tối 29 tháng 7 của Bộ Y tế cho biết có 4.773 ca mắc COVID-19, trong đó thành phố Hồ Chí Minh có 2.877 ca. Tổng số ca mắc trong ngày là 7.594 ca, có 4.323 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày. Như vậy, số ca mắc mới ghi nhận trong nước tính của đợt dịch kể từ 27 tháng 4 đến nay là 124.635 ca, trong đó có 29.006 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh. Có 5 trên 62 tỉnh, thành phố đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp mắc mới. Có 9 tỉnh, thành phố không có lây nhiễm thứ phát trên địa bàn. Thành phố Hồ Chí Minh sẽ có thêm 3 trung tâm hồi sức tích cực cho bệnh nhân COVID-19. Bộ Y tế giao các bệnh viện hạng đặc biệt, tuyến trung ương như Việt Đức, Bạch Mai, Bệnh viện Trung ương Huế thiết lập khẩn cấp 3 trung tâm hồi sức tích cực tại thành phố Hồ Chí Minh để hỗ trợ chống dịch. Ngày 29 tháng 7, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long đã làm việc với Thành ủy, Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về công tác phòng chống dịch trên địa bàn. Ông Nguyễn Thanh Long cho biết, để tiếp tục cùng thành phố Hồ Chí Minh phòng chống dịch COVID-19, ngoài những lực lượng tinh nhuệ đã huy động trước đó, Bộ Y tế tiếp tục điều tất cả các lãnh đạo cục vụ liên quan và giám đốc các bệnh viện hạng đặc biệt, bệnh viện chuyên khoa tuyến trung ương vào thành phố để cùng chung sức thiết lập nên hệ thống điều trị, đặc biệt là hệ thống hồi sức tích cực cho bệnh nhân COVID-19. Theo đó, Bệnh viện Việt Đức phụ trách bệnh viện hồi sức COVID-19 trên địa bàn thành phố Thủ Đức với quy mô 500 giường. Bệnh viện Bạch Mai phụ trách trung tâm hồi sức tích cực đặt tại bệnh viện Dã chiến số 16 với quy mô 500 giường. Bệnh viện Trung ương Huế được giao nhiệm vụ thiết lập trung tâm hồi sức quy mô 500 giường trên cơ sở bệnh viện Dã chiến số 13. Chùm lây COVID-19 liên quan ổ dịch bệnh tại bệnh viện Minh An, Nghệ An thần tốc truy vết diện rộng. Liên quan đến ổ dịch bệnh viện Đa khoa Minh An, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An, đến nay đã có 12 ca nhiễm COVID-19. Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Nghệ An yêu cầu thần tốc điều tra, truy vết, xét nghiệm diện rộng để phòng chống dịch. Từ 2 ca nhiễm COVID-19 đầu tiên được phát hiện vào ngày 26 tháng 7 đến nay, chuỗi lây nhiễm tại Bệnh viện Đa khoa Minh An đã là 12 ca, trong đó 6 xã có ca nhiễm. Những ca ở cộng đồng công bố các ngày 27, 28, 29 tháng 7 đều lây từ ổ dịch khoa sản Bệnh viện Đa khoa Minh An. Có khoảng 100 người từng đến khoa sản từ ngày 16 tháng 7 đến 26 tháng 7. Có 32 trên 33 xã thị ở huyện Quỳnh Lưu đều có bệnh nhân, người nhà từng đến Bệnh viện Đa khoa Minh An. Trong đó có khoảng 10 người từng đến bệnh viện vẫn chưa tìm được do cung cấp khai báo sai địa chỉ, sai số điện thoại liên lạc. Các lực lượng chức năng đã thực hiện truy vết được 309 trường hợp F1 và lấy mẫu xét nghiệm cho 6.201 trường hợp. Như vậy, tính đến nay, Nghệ An đã ghi nhận 199 ca dương tính với SARS-CoV-2 ở 14 địa phương. Bất chấp lệnh cấm, quán karaoke ở Hải Phòng điều nữ tiếp viên phục vụ khách ngoại. Sáng 29 tháng 7, Công an quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng đã đề xuất Ủy ban Nhân dân quận này phạt hành chính chủ quán karaoke Ori tại địa chỉ 119 phố Văn Cao vì bất chấp lệnh cấm, điều nữ tiếp viên phục vụ 5 khách người nước ngoài. Trước đó, đêm 27 tháng 7, đoàn kiểm tra liên ngành quận Ngô Quyền kiểm tra đột xuất quán karaoke Ori. Tại thời điểm kiểm tra, trong quán có 5 khách nam là người nước ngoài và 3 nữ nhân viên đang hát. Chủ quán karaoke này chưa xuất trình được giấy tờ liên quan đến hoạt động kinh doanh. Ngay sau đó, tổ công tác liên ngành đã lập biên bản vi phạm, yêu cầu tạm dừng tất cả hoạt động, đồng thời đề xuất Ủy ban Nhân dân quận Ngô Quyền ra quyết định xử phạt đối với chủ quán karaoke mức 15,7 triệu đồng. Cũng trong đêm 27 tháng 7, đoàn kiểm tra quận Ngô Quyền tiếp tục kiểm tra cơ sở kinh doanh số 28 Vũ Trọng Khánh, đường Đằng Giang, qua đó phát hiện 22 khách tụ tập. Công an quận Ngô Quyền ngay sau đó lập biên bản vi phạm hành chính, đề xuất Ủy ban Nhân dân quận phạt 15 triệu đồng với chủ cơ sở kinh doanh này. Long An xử phạt 1.600 đối tượng, cơ sở kinh doanh vi phạm chỉ thị 16. Công an tỉnh Long An cho biết, từ khi thực hiện chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, từ ngày 8 tháng 7 đến 29 tháng 7, các ngành chức năng trên địa bàn tỉnh Long An đã tuần tra, kiểm soát và xử phạt hành chính 1.600 cá nhân, cơ sở kinh doanh vi phạm trong công tác phòng chống dịch COVID-19 với số tiền hơn 1,5 tỷ đồng. Theo đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh Long An đã chỉ đạo các ngành chức năng tăng cường, tuần tra, kiểm soát và phát hiện xử phạt gần 1.050 trường hợp ra ngoài đường tụ tập đông người đánh bạc bằng nhiều hình thức
và gần 365 trường hợp không đeo khẩu trang, hơn 180 cơ sở bán hàng không thực hiện quy tắc 5K, trốn khỏi khu cách ly và đưa tin sai sự thật về công tác phòng chống dịch. Ngoài ra, lực lượng còn nhắc nhở gần 5.000 cá nhân cơ sở kinh doanh vi phạm. Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn, tỉnh Long An liên tục gia tăng, Ủy ban Nhân dân tỉnh Long An quyết định nâng cấp độ áp dụng các biện pháp giãn cách xã hội bằng cách yêu cầu mọi người dân trên địa bàn hạn chế tối đa ra đường, các cửa hàng và cơ sở kinh doanh phải đóng cửa từ 18 giờ đến 6 giờ sáng ngày hôm sau. Công chức, viên chức, người lao động ở lại buổi trưa tại cơ quan, đơn vị trong ngày làm việc, khi đi làm phải có giấy xác nhận của thủ trưởng cơ quan, đơn vị, trong đó ghi rõ nơi ở và cụ thể thời gian, ngày giờ làm việc tại cơ quan, đơn vị. Tiền Giang, tất cả các công ty sản xuất 3 tại chỗ dừng hoạt động từ ngày 5 tháng 8. Sáng 29 tháng 7, Ủy ban Nhân dân tỉnh Tiền Giang ban hành văn bản yêu cầu tất cả các công ty, doanh nghiệp trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp đang hoạt động theo phương án 3 tại chỗ phải tạm ngưng hoạt động do phát sinh nhiều ổ dịch, thời gian thực hiện từ ngày 5 tháng 8 cho tới khi có thông báo mới. Trong thời gian từ 29 tháng 7 đến 4 tháng 8, Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu tổ chức xét nghiệm tầm soát bằng phương pháp PCR cho toàn bộ công nhân và người quản lý trước khi tạm dừng hoạt động. Đặc biệt, sáng 29 tháng 7, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tại thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang cho biết đơn vị vừa ghi nhận 180 trên 560 công nhân công ty cổ phần Gò Đàng dương tính với SARS-CoV-2. Do các bệnh viện dã chiến trên địa bàn tỉnh đã quá tải, nên đến trưa ngày 29 tháng 7, toàn bộ các ca F0, F1 hiện vẫn đang ở lại công ty để chờ xử lý. Một số doanh nghiệp ở địa bàn tỉnh Tiền Giang dù thực hiện phương án 3 tại chỗ nhưng lại để xảy ra bùng phát dịch. Ngoài công ty cổ phần Gò Đàng, còn có công ty thép không gỉ Quảng Thượng, Việt Nam tại khu công nghiệp Long Giang, huyện Tân Phước cũng ghi nhận hơn 100 ca dương tính với SARS-CoV-2. Phó Giám đốc Công an Hà Nội không chốt chặn từ quận này sang quận khác. Đại tá Trần Ngọc Dương, Phó Giám đốc Công an Hà Nội cho biết, qua công tác nắm tình hình, tại một số chốt chặn kiểm soát COVID-19 xảy ra tình trạng ùn tắc, dẫn đến tập trung đông người. Do đó, các chốt phải thay đổi cách hoạt động, chỉ xử lý các trường hợp vi phạm chứ không kiểm soát xe ra vào giữa các quận huyện gây ùn tắc, tụ tập đông người. Ông nhấn mạnh, không lập chốt chắn đường chính từ quận này sang quận khác. Ủy ban Nhân dân các quận, huyện cần làm việc với doanh nghiệp trên địa bàn để thống nhất danh sách nhân viên đi làm, tránh trường hợp lợi dụng giấy xác nhận đi làm để ra ngoài không cần thiết. Căn cứ vào tình hình thực tế, trên địa bàn các quận, huyện sẽ áp dụng các biện pháp hợp lý nhất trong công tác phòng chống dịch. Ghi nhận tại nút giao thông Trung Hòa, Cầu Giấy, sau một ngày thực hiện lập chốt kiểm tra, xử lý vi phạm quy định phòng chống dịch, người dân ra đường không có lý do đã giảm. Tuy nhiên, trong sáng nay vẫn còn nhiều người ra đường không có lý do chính đáng hoặc có giấy xác nhận của công ty nhưng không nằm trong danh mục thiết yếu. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ thông báo hỗ trợ Việt Nam chống dịch. Ngày 29 tháng 7, tại trụ sở Bộ Quốc phòng Việt Nam, Bộ trưởng Phan Văn Giang đã chủ trì lễ đón chính thức Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ. Tại hội đàm diễn ra sau lễ đón, hai bộ trưởng đánh giá cao kết quả hợp tác quốc phòng Việt Nam và Mỹ trong thời gian qua. Nhân dịp này, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ thông báo hỗ trợ trang thiết bị phục vụ nỗ lực phòng chống dịch COVID-19 của Việt Nam. Hai bộ trưởng thống nhất tiếp tục thúc đẩy hợp tác theo các nội dung trong bản ghi nhớ về thúc đẩy hợp tác quốc phòng ký năm 2011 và tuyên bố tầm nhìn chung về quan hệ quốc phòng ký năm 2015. Trong đó, ưu tiên việc khắc phục hậu quả chiến tranh, nâng cao năng lực thực thi pháp luật trên biển, hợp tác quân y phòng chống dịch COVID-19, đào tạo cũng như tìm hiểu khả năng, nhu cầu mỗi bên trong hợp tác về công nghiệp quốc phòng. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ nhất trí tập trung thúc đẩy dự án tẩy độc dioxin tại sân bay Biên Hòa, đúng tiến độ và các dự án nhân đạo khác tại Việt Nam, cũng như hợp tác quân y phòng chống dịch COVID-19, cùng các gói hỗ trợ về thực thi pháp luật trên biển cho Việt Nam. Những chiến binh shipper xanh, xứ dừa trong tâm dịch COVID-19. Hơn 135 đội hình shipper xanh len lỏi khắp các nơi từ thành thị đến nông thôn, ở quê hương xứ dừa Bến Tre để giúp bà con trong những ngày giãn cách xã hội. Xác định công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 là nội dung trọng tâm, quan trọng trong chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2021, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Bến Tre đã chỉ đạo các đơn vị chuẩn bị lực lượng, thành lập mô hình shipper xanh, giúp dân đi chợ nhằm kịp thời hỗ trợ người dân có được các nhu yếu phẩm thiết yếu để phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt suốt thời gian cách ly và giãn cách xã hội. Đến nay, mô hình shipper xanh đã thành lập được 9 trên 9 đội hình cấp huyện, với hơn 135 đội hình cấp xã và đội hình đang được triển khai nhân rộng từ các chi đoàn ấp, khu phố với mỗi đội hình trung bình từ 4 đến 7 thành viên. Mỗi ngày, các thành viên shipper xanh sẽ nhận điện thoại của người dân trên địa bàn, rồi đến các điểm bách hóa xanh, Big C hay chợ truyền thống đi chợ giúp người dân mua những mặt hàng thiết yếu. Nhờ sức trẻ và lòng nhiệt huyết, các đội hình từ khi thành lập đến nay đã hoàn thành hơn 2.136 đơn hàng giúp cho bà con đi chợ. Bên cạnh đó, lực lượng shipper xanh còn hỗ trợ vận chuyển nhu yếu phẩm, các phần quà từ mạnh thường quân đến nơi tập kết, đến những gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Mọi hoạt động của đội hình shipper xanh đều đảm bảo tuân thủ các quy định phòng chống dịch.
Bộ trưởng Bộ Y tế và 9 giám đốc bệnh viện lớn nhất ở thành phố Hồ Chí Minh chống dịch. Sáng 29 tháng 7, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long làm việc với Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về công tác phòng chống dịch trên địa bàn. Bộ trưởng cùng 6 lãnh đạo bệnh viện lớn tại Hà Nội đã đáp chuyến bay khẩn vào thành phố Hồ Chí Minh. Một lãnh đạo bệnh viện còn lại đã có mặt tại đây từ trước, ngoài lực lượng tinh nhuệ đã huy động trước đó. Lần này Bộ Y tế tiếp tục điều tất cả các lãnh đạo cục, vụ liên quan và 9 giám đốc bệnh viện hạng đặc biệt, bệnh viện chuyên khoa tuyến trung và thành phố Hồ Chí Minh để chung sức thiết lập hệ thống điều trị. Theo đó, ngoài bệnh viện hồi sức COVID-19 thành phố Hồ Chí Minh với quy mô 1.000 giường đặt tại bệnh viện Ung Bướu thành phố Hồ Chí Minh do bệnh viện Chợ Rẫy điều hành, Bộ Y tế sẽ cùng thành phố thiết lập thêm 3 trung tâm hồi sức tích cực khác với số lượng khoảng 3.000 giường để các trung tâm hồi sức hoạt động nhịp nhàng. Thứ trưởng Y tế Nguyễn Trường Sơn, trưởng bộ phận thường trực đặc biệt của Bộ Y tế tại thành phố Hồ Chí Minh cho rằng cần lập một trung tâm điều phối hỗ trợ các trung tâm hồi sức này hoạt động hiệu quả. Lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh nhất trí với các phương án của Bộ Y tế, chỉ đạo các cơ quan trên thành phố khẩn trương phối hợp thiết lập các trung tâm hồi sức tích cực với tinh thần nhanh nhất có thể. Thưa quý vị và các bạn, bản tin COVID sáng ngày 30 tháng 7 đến đây xin được kết thúc. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những bản tin tiếp theo.